Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cách xem lại dữ liệu của đầu ghi Ambell. Thứ nhất thì chúng ta sẽ đăng nhập qua IE. Địa chỉ của tôi đang để là 192.168.1.10. User admin pass để trong login. Connect. Thì khi bạn muốn xem lại thì bạn chỉ cần đánh playback. Nó có các chế độ là by name và by time. By name là theo cái tên, còn by time là theo thời gian. Thì chúng tôi sẽ phân tích cho các bạn là các cái nó khác nhau. Ví dụ đây tôi đang search ở chế độ on video, tất cả video. Ngoài ra thì bạn có thể chất alarm, record, đi tắt record và cái bình thường, record bình thường, on pitch, on snap, tức là bức ảnh chụp. Stop snap mà về alarm, snap về chuyển động, snap tay, chúng ta sẽ search được. Thì trước tiên là chúng ta sẽ search by name. Ở chế độ search by name thì bạn chỉ có thể chọn được một kênh và bạn search ở chế độ by name. Ví dụ như kênh 1 tôi sẽ search lúc 8 giờ cho đến 9 giờ chẳng hạn của ngày 15 tháng 11, có thể search ở đây. Nó sẽ hiện ra một cái bảng bao gồm là thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ, 9 giờ là gì, 10 giờ, 10 giờ đến 10 rưỡi. Thì các cái đoạn ghi nó sẽ được chia ra, tôi cần tích vào một đoạn rồi thì là nó sẽ có chế độ play. Play thì đây bạn có thể chọn play nhanh hay chậm, nhưng mà đây nó có chế độ là đến fast 4 nhân 4. Với cái hình ảnh tĩnh như này thì chúng ta không thể biết được sự chuyển động của nó như nào. Thì bằng cách là mình nhìn vào đồng hồ này thì mình biết được. Đây là cách thứ nhất. Thứ hai là chúng ta sẽ xem thêm by time. Ở cái chế độ by time này thì chúng ta sẽ xem được tất cả các kênh đồng thời một lần. Chỉ là một lần sớt thôi. Một sớt là nó sẽ ra ngay. Đây là một là sẽ kênh vào. Thì sẽ chọn các từ 0 phút đến 60 phút của cái giờ mà mình đã chọn, là từ 8 giờ đến tôi chọn là 8 giờ 21 giờ đến 9. Về xem lại thì chỉ có thế thôi. Tôi xin kết thúc cái hướng dẫn xem lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.